thiệu cho các bạn và anh em cái bộ dàn mà chúng ta vừa rồi đã trải nghiệm đấy. Thì bộ này, cái bộ này là đồng bộ cùng gồm rất nhiều thiết bị và anh em ghép theo cái yêu cầu của vị khách hàng, đó là anh em muốn ghép các thiết bị rời ra, tức là anh không chơi đẩy đề vang nữa mà anh thích chơi đẩy riêng, vang riêng, mic riêng và yêu cầu cả lát siêu trầm và kết hợp cùng đôi là full J12 phiên bản mới của năm 2023, phiên bản 350 chất kèm và đang giới thiệu rất nhiều thời gian vừa qua. Phiên bản này có thiết kế màu gỗ cũng rất rất đẹp, công suất của nó thoải mái từ 400 đến 1200 watt, rất thoải mái gia đình. Còn với một chiếc loa siêu trầm màu gỗ đồng màu cùng với loa, phiên bản trầm điện các bạn nhé. Phiên bản trầm điện này thì nó có thiết kế là công suất 500 watt, bát đánh ngang và bốn chân là chúng ta có thể thấy được, nhìn nó rất là khỏe khoắn, rất đẹp luôn. Trầm điện đằng sau nó có thiết kế là một cái mạch điện và nó chỉ cần lấy tín hiệu từ vang và là chơi luôn thôi. Đây là công tắc bắt tần, tắt bật và đây to nhỏ trầm và đây là chỉnh tần số. Đấy, cái tiếng trầm đánh rất sâu và rất gần gừ, rất uy lực. 500 watt là giới thiệu, còn cực đại nó lên tới 1200 watt. Tiếp theo là một chiếc đẩy 2 kênh GXS600. Phiên bản này thì là 800 watt một kênh, một cái màn hình hiển thị LCD, mạch Class H, tiếng rất sáng và rất là khỏe. Và khi mà có nhạc vào thì nó sẽ nháy theo điệu nhạc, cũng như là cái phiên bản này thì có rất hay là âm thanh rất trong trẻo này và nó rất sạch, cũng như là có cảm biến tự ngắt, tức là khi mà quá tải hay là chập cháy nó sẽ tự ngắt cụ này, rất hay, có hiển thị nhiệt độ và điện áp. Và bên trên là một chiếc vang cao M360 vang cương lai số, linh hồn của dàn cao kia ngày hôm nay đấy các bạn, nhiều to nhỏ rồi rất nhiều chất độ hát trên cái vang này, rồi chống hú rất tốt, echo vang nhạc rất ngọt ngào, 6 chế độ hát nên là anh em tha hồ lựa chọn nhé, có cả điều khiển từ xa, có cổng quang, có bluetooth. Và bên trên cùng là một bộ mic không dây huyền thoại anh em đã giới thiệu đó, là VK321 phiên bản 4 dâu, sóng khỏe, hát rất nhẹ nhàng, cái mic còn là kim nhôm này và cái tiếng mic của nó thì rất sành điệu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tất nhiên chúng ta cùng hát thử nhé, sau đây mời các bác và anh em cùng nhanh nghe nhạc trước ạ. À, chọn bộ cao kê ngày hôm nay đang giá là 27 triệu đồng, xin mời các bác cùng đeo tai phone và thưởng thức chọn bộ dàn cao kê ngày hôm nay đang full ghép đồng bộ cùng một hãng, cùng một thương hiệu, sản phẩm này bảo hành chúng ta trong vòng 1 năm các bác nhé. Và xin mời chúng ta cùng nghe. Cho ta trăm nghìn chung rượu đồng, đừng một lời nào mai mỉa cho nhau. Đưa ta vào cơn lỡ, cho mang mang, cho mang mang đến tột đỉnh. Này uống đi em một chén buồn cay đắng, cho ta cười trong nỗi xót xa.